Xin chào mọi người nha. Clip này mình sẽ làm về một khẩu súng lục được tài trợ bởi hãng Red Bull. Nước giải khát là có số có má. Đó là khẩu súng bắn bò Red Bull Halloween. Nghe cái tên là cảm thấy thốn đúng không? Các bạn cảm nhận được một cái sức mạnh huyền bí thì làm ra khẩu lục này đúng không? Mà nhìn nó rất là đồ sộ nhưng mà nó bù lại là cái sự khắm bựa của nó rất là phế. Và thực sự luôn là vừa nãy mình bắn thử để test súng ấy, cảm giác bắn đã tay lắm. Bắn bên nào chip bên đấy mà nó chả nhảy đam cái gì cũng ngon. Headshot như đúng rồi ấy. Lên đây, mày lên đây. Ui dồi ôi, khẩu này đọc ở trong dòng giới thiệu uy lực báo nhà bà đạo cơ mà. Ơ bắn như shit nhỉ. Cái ưu điểm nổi trội của cái khẩu này ấy, nó là bắn rất là lâu. Cái một viên đạn mà nó bắn xong là cái thằng cầm súng ấy nó tu hơm nước rồi mới đến viên đạn thứ hai cơ. Mày vào đây nhấp nháy chạy lung tang tung qua hết cả mắt đối thủ thôi. Thế là phải cho làm sàng ngay, rất là thơm thịt. Chạy lăng quang sơi ngay được một em. Mày ô sao lại không để ý nhau nhỉ. Thôi anh tư ơi, anh muốn uống nước tăng lực kỳ tí nữa em cho một bình. Không có gì là mày thèm thuồng đuổi giết theo kiểu ấy được. Người ta kiếm được cái chỗ đứng đang ngon nó lùa xuống ngay được. Nghe tiếng đạn rất là thốn và kèm theo đấy là mình cũng nghe một tiếng bước chân. Vãi trưởng không ra không thấy cái gì luôn, nghe chạy ầm ầm ở trong nhà đấy. Không thấy gì. Làm gì? Nào con nào đuổi, con nào đuổi. Úi giời ơi, sao cứ vào người đâu có chăm tiết ấy nhỉ. Thanh niên tỉnh lắm, thằng này là thời gian tỉnh rồi. Nó cố câu thời gian để gọi đồng đội đấy. Nhưng mà mình khôn lắm. Ăn choáng đi. Vâng, các bạn mù hết mắt à. Đó sẽ là niềm vui sướng trong cuộc đời mình. Bom nữa này, không có nào nhảy sang. Vãi cả tơ. Đúng là cái thằng canh mẹ khiếp hồn. Mình sẽ chạy một cái. Anh đưa em đi chơi xa. Trên con xe tay ga. Lá. Mày nhấp nháy này, nhòm nữa này. Phê chưa đó vừa kêu. Ôi giời ơi, tôi đang bắn cái gì thế này. Vâng, các bạn nghe đi tiếng đàn thôi. Nó thánh thót như là tiếng đàn ấy. Đúng không? Dình, dình, dình. Và kèm theo đó là tiếng trống remix ấy. Súng rất là hay. Một cái khẩu súng lục không biết là bây giờ là trong cái combo nào cơ. Mình không nhớ rõ nữa. Cái khẩu này là phiên bản nguyên thủy của nó là làm trong số V-Coin. Mà trong cái số V-Coin thì nó thốn không biết là từ cái lúc mở CF bây giờ anh VTC bán được cái khẩu này mấy lần rồi. Và có bạn nào mua không ấy chứ. Đều lắm cơ. Mày này. Ngon thế nhỉ, cứ một viên vào đầu được trăm tiếng. Bắt dơ heo. Định mệnh con tơ này sao mày. Mày nghĩ tao cầm cái khẩu này mà dễ chơi à. Trời ơi, bạn ấy vươn tay lên một cách yếu đuối. Có lẽ là chúng ta không thuộc về nhau. Lên buông tha cho nhau đi. Chứ níu kéo nhiều cũng thêm khổ đau thì bạn tơ ơi. Không nên việc gì phải xoắn hết. Đời còn dài mà dai còn nhiều. Mình biết là mình có giá đấy. Nhưng mà bye bye. Chạy đúng một vòng thì con tơ nó chết. Định mệnh nó lại ra đây. Khốn nạn. Giờ mà em chỉ đi thích tìm zoom lon thôi. Cái bắn lẻ tẻ một hai viên thôi. Vào đầu nó ngớ khẩu này đứng gần nên đam kinh phết ấy. Úi giời ơi. Tránh xa con này. Này còn hồi sinh nữa chứ. Đừng bắn nó. Chứ sư bố chúng mày. Nó hồi sinh rồi thì thôi cho nó sống đi. Úi giời. Anh hóng. Này thì mày hóng. Vãi cả trưởng tôi luôn. Nó bắn cái gì vậy giời. Nhảy sang bên này nó bắn đằng kia mình chết. Nãy thằng này nó xoay người ghê gớm vậy sao. Mày chết này, chạy lên quận em ơi. Này Spark Ares. Rồi có một bàn chân lặng lẽ. Chỉ thích như này thôi. Đi nhẹ nó khẽ cười duyên. Rồi em cua một má. Thế cho nó nhanh. Không phải gì là phải xơi từng thằng một cả. Bây giờ mắc tiến hóa này rồi thì cân cả bầu trời. Và cân cả đất xung quanh ấy. Chạy đi đâu. Ui thằng này nó bay kính. Ui giời bay mít rồi. Bay cả
trường. Mày chết này. Đến cái lúc nó gần đi rồi thì nó biến hero. Làm ăn cái gì? Thốn quá. Nhiều lúc mình làm với con zombie đỏ nó rất là ít máu. Và nó ra cần cầm súng và nó lia tầm chục viên vào đầu thôi. Là... thôi. Em ở đây mà hồn đi đâu thấy. Rồi TMP full 30 trên 300 thì bạn có thích đổi con lục này không? Mình đổi cho lục xị, hàng hiếm Việt Nam chất lượng cao. Rồi đắp mề thì diệt cho nó lành, kết thúc nhanh trận đấu. Em xin nhanh gọn nhẹ thôi, tiêu chí của mình chỉ cần thằng nào nó sơ hở một cái thôi, hai phá vào mặt, về bệnh viện thẩm mỹ cho nó nhanh, nó chạy nhanh thế nhỉ. Hoshi người chim đây ơi, trên mặt thờ đông quá. Vâng, mình rất thích chơi cái kiểu này, đâu phải hội đồng nó mới vui. Ý này, đi đâu, đi đâu, cua hết quả tiền hết, không thể nào được ăn hết nhỉ. À mày xiên à, nay xiên đi. Không thể hồi sinh. Bắt giờ heo. Vâng, cảm ơn, rất cảm ơn anh em đã trả thù cho mình cái định mệnh nữa. Hổ báo quá, đó là cái giá của sự hổ báo đấy. Biker Skerrit nó chém được một phát, về gặp ông bà ngay, nhanh quá, giết đấy. Cái thằng Tena này ăn hơi kêu hơi kinh đấy. Bây giờ nó cứ đứng đấy nó thủ Tena một mình thì máu nhiễm mỡ đó. Thôi các bạn cứ lên cho nó ăn đi, rồi nó béo quá rồi tự khắc nó chết đi mà, chứ không vì gì là phải hổ báo cào nó cả. Rồi từ cố lên, nhưng anh nhấp nháy như này anh lên anh lại hiếu kim cho nó bằng hỏa. Rồi vãi. Úi giời ơi bạn cầm súng là được đấy, nhưng mà khi biến hero có lẽ là chưa quen sử dụng cái song quắm nên là chết hơi nhanh. Còn này dù ba chém kinh quá, hay lô nó cứ ra đi không một lời từ biệt thôi. Gì đây nó bắt ra. Ui thôm sơn vip gì đây này, thôm sơn vip này, nó lên đây tìm pì à. Đấy, tao đổ cho mày đấy. Úi giời ơi, 30/180 tuyệt vời. Và có lẽ là thỉnh thoảng nhặt mấy khẩu súng này bắn lại vui đấy, chứ cái khẩu lục này không ngửi được, điếc hết mũi rồi. Mình sẽ cầm đi cầm TP kiểm tra. Vãi cả con tia chớp, mày bay cái gì kinh thế em, đùa nhau đây, lại phim khoa học viễn tưởng à. Các bạn như là đang mơ làm siêu nhân, kinh quá. Mình cầm TMP thì thực sự luôn mình chả xoắn được bạn tơ ạ. Bạn chỉ lên đây sợ ngay chết luôn thằng kia. Nhảy sang bên mình bảo kê cho thì không. Anh ấy thích đứng một mình cơ, tượng đài cơ. Phắn ngay, ngon quá. Kìa. Thằng tơ nhỏ rồi. Té gấp, té là thượng sách. Không nên dây dưa với những thằng này, toàn tay to mà lớn đi thôi. À, thằng này ở đây nó đổi khẩu TMP cho mình này. Bạn này định ăn cháo đá bát, ăn ấy đá bô à? Thì nó có đổi được không? Không nói gì. Im lặng quá. Bọn này ăn choáng Hezo rồi. Hezo, tuyệt vời. Tôi định mệnh này. Lên đây này. Ôi giời ơi, đuổi ra như đỉa đói. Xác định một thanh niên thù dai hơn Chí Phèo. Đây, thằng kia đâu, nó quăng quả bom rồi. Đấy, xin quả bom nhìn thấy sợ như mã bố trong nó ấy. Này, thì chết này. Làm gì, thằng xanh này. Vãi cả trường nó, 8.000 máu, không ăn thua. Vâng, có lẽ sức em chỉ thế thôi. Nhưng phát hồi nãy chỉ có sức voi mới ăn được bọn này. Nó đã cố rất cố gắng nhưng mà thằng kia chớp mặt dày quá. Mà mặt nó kiểu như là giang một số loài động vật ấy, cạo mãi không hết cơ. Đói, bạn ơi. Đây, mình đây. Thanh niên lại không thích làm người tốt rồi. Bạn ấy lại thích làm thằng khốn nạn rồi. Về tỉnh thoáng về đi từ thiện, vứt súng ra chứ. Cứ thế, im im một mình bắn thôi, đéo thật. Rồi, không sao, cầm lục chiến hết. Anh trưởng bắn con này khó trúng thế nhỉ. Ăn kiểu tâm nó giật hẳn lên ấy. Nhưng mà cái tâm là nó lỡ cũng rất là bình thường, hồi hồi được cái hồi tâm nhanh.
Nhưng mà tốc độ ra đạn như này thì vỡ mồm thôi. Giết luôn. Giết luôn, hay quá. Nhìn từ. Úi giời ơi, khẩu lục này bắn đẩy rô thì thôi rồi. Mới tội là bắn không trúng thôi. Chứ bắn trúng là cũng bá đạo đấy. Cái này kể là bắn nhanh hơn hơn một chút nữa nhỉ, thì cũng chấp nhận được. Chứ nó phí quá. Mày chết mình nói. Lòi cái đầu ra là chết rồi. Chơi cái kiểu trốn tìm thế. Làm người khác sợ hết hồn. Kìa kìa kìa. Mày quá là rơi rồi. Nhầm nháy. Phí hả? Ở đấy mà chém là nó để ngon. Tự nhiên đến cái lúc không cần súng nó mạnh, nó lại mạnh quá cơ. Còn cái lúc mà cần bắn chết là nó bắn được gần trăm tiết. Cái đều. Hay quá, bỏ giờ bỏ dùng bài bắt đầu. Bỏ nó bắt đầu bá đạo rồi đấy. Thằng thì chớp nhòm nhòm ghê thật. Sợ nhất những cái thằng đấy. Nhìn rất là bình thường thôi mà nó lại đấm chết voi đấy. Đâu rồi? Anh nhấp nháy anh ấy. Khó hiểu, thật khó hiểu. Đuổi gần định chết rồi mình cứ. Ôi trời ơi. Vãi trưởng sao tiên nhảy vào cái động này thế này. Cà đàn. Đây cái thằng này nó ngồi trong cái lỗ trồng trỗm này. Không thể nào vào cào. Bọc mày chết này. Giết luôn. Thôi. Ôi mình không xin dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.